À, quốc lộ 18B. Việt Nam 19 km nữa. Đây là đoàn của chúng tôi bao gồm một người đang say nắng và một thanh niên trai trẻ đẹp trai. Từ hồi mà mình cầm cái con RS này ấy, thì mình ít sử dụng GoPro đi hẳn luôn. Xuống con, bò xuống, bò xuống, đi đi ngã, bò đi, bò đi. Ây dồ, hello anh em. Nếu mà dùng anh em dùng action cam này hay là điện thoại hay là bất cứ cái camera nào thì sẽ có một cái vấn đề là trong những cái trường hợp và lỡ cầm cái gậy như thế này rồi tay còn lại bận, tay bế con, tay vác đồ, hoặc là những cái hành trình mà thực sự rất là nguy hiểm và chúng ta không thể nào mà tập trung một cái camera được, phải nhìn vô trong cái hành trình, phải theo dõi leo núi hay là ngồi trên một cái xe không điều chỉnh được góc quay, thì lúc đó mới thấy được cái sự lợi hại của việc là quay ra một cái video toàn cảnh 360 độ xong rồi về nhà chọn lại góc quay, chọn góc nào cũng được, quay không có thiếu một cái chi tiết nào hết. Một cái phần mình rất là thích đó là edit video 360 trên điện thoại, nó có cái chức năng snap này. Auto thì là tự động để mà cho ra những cái góc quay tự động ha. Còn snap này là nó sử dụng cái cảm biến của điện thoại để khi mà mình quay phim á, mình sẽ trình diễn ngay cho anh em. Đó. À, mình lựa chọn nha. Bấm một cái quay phim. Rồi dùng cái cảm biến nè. Xoay qua góc trước. Đó, xong rồi xoay lên trên. Ôi. Zoom ra. Rồi đi tiếp. Đấy, mình có một góc quay cũng không đẹp lắm nhưng mà chúng ta sáng tạo để có thể những góc quay đẹp hơn. Nhưng mà dùng camera 360 độ thì nó lại có một cái vấn đề, đó là dung lượng file nó quá lớn đi. Và chất lượng hình ảnh của cam 360 thì vì là nó hai góc rộng mà chúng ta sẽ zoom vào để chọn lấy một cái góc thôi, cho nên chắc chắn là chất lượng của nó thì sẽ không thể bằng được cái action cam hay là những cái camera thông thường. Và thế là dạng camera có thể thay đổi được module action cam hoặc là cam 360 độ ra đời. Và đây là một dạng camera đặc biệt bao gồm 3 phần. Phần 1 là pin. Một viên pin này quay được khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Và nếu mà muốn quay lâu hơn thì Insta có bản pin màu đen dung lượng lớn hơn cho anh em. Còn đây là cái nút gạt để khóa ngàm hoặc là mở ngàm liên kết với lại các module còn lại. Phần 2 là chip xử lý. Chip xử lý này bao gồm bên trên có hai nút, một nút nguồn để bật tắt và nút bấm quay chụp. Bên hông thì chúng ta có khe thẻ nhớ. Cái nắp này thì có thể mở ra khe thẻ nhớ micro SD và bên cạnh là cổng Type-C để có thể gắn được các loại phụ kiện như là micro thu âm hay là các cái loại pin. Còn đây là màn hình cảm ứng. Và phần cuối cùng mang lại sự đặc biệt cho con camera này, đó là cái cụm camera và cảm biến. Chúng ta có thể thay đổi cái ống kính action cam bằng một cái camera 360 độ, hai ống kính. Lắp ráp thì cực dễ luôn, gắn hai cái này với nhau, in cái pin lên. Và lưu ý là cái nắp này nè, là nếu mà gỡ ra thì nhớ ấn vô nha. Đặc biệt là cái cụm camera này anh em có thể quay ra đằng sau để làm gì anh em biết không? Để đối với những ai mà quay vlog á, thì chúng ta có một cái màn hình ở đây bật lên để xem được mình đang quay cái gì. Đó, cái này gọi là cái màn hình lịch ngược để mà quay vlog. Thao tác thay ống kính thì rất là dễ, gạt nút để mà gỡ lên, rút ra, ấn cái ống kính 360 hoặc là ống kính kia vào và ấn xuống, thế là xong. Camera 360 độ. Việc thay pin cũng diễn ra tương tự, chúng ta gạt qua để và pin thì chúng ta chỉ có gắn một chiều chứ không thể gắn hai chiều như thế này nhá. Đây là cái tiếp xúc pin này, chúng ta sẽ gắn đúng chiều. Đấy. Ấn xuống. Xong, thay lại pin này. Thay nhanh như thay băng đạn luôn. Và đặc biệt dành cho anh em nào thắc mắc thì con camera này nó chống nước nha anh em. Nhìn nó có vẻ là hở rất là nhiều cái lỗ này thôi nhưng mà nó chống nước. Và anh em gắn vô cái cây này là nó chống nước lên tới 5m. Thật sự là bất ngờ luôn. Chỉ gắn như thế này thôi là đã có chống nước lên đến 5m rồi. Và nhưng mà tất nhiên là nếu mà gắn thêm cái cây lặn, cái hộp lặn thì nó sẽ chống nước và sẽ an toàn và sẽ đi được sâu hơn. Nhưng mà bản thân mình đã test rồi, đã nhúng nước rồi và nó
Nhưng mà cái lần đó là do mình mở cái nắp này ra xong rồi quên đóng lại và nước nó sẽ tràn vào cái cổng tai xì. Và tất nhiên là nước vào thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Nhưng mà thật thần kỳ, sau 2 tuần và mình bật nó lên và nó hoạt động bình thường sau khi nước vào. Chuyện gì xảy ra không thể hiểu được. Quay lại cụm camera và sensor thì chúng ta có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là camera 360 độ thì tất nhiên bạn sẽ thừa hưởng và có thể sử dụng được tất cả những cái chức năng liên quan tới camera 360 độ của hãng Insta360, bao gồm quay toàn cảnh ở độ phân giải 5K7 và về nhà lựa chọn lại góc quay. Quay không thấy gậy kiểu như là có một cái máy bay hay là một cái người đi theo để mà quay phim cho mình vậy đấy. Chống rung bá đạo, hiệu ứng clip sáng tạo như là stop motion này, clone trend này, fly lab giả lập bay FPV này, hay là flash dash kiểu siêu tốc độ này. Thậm chí nó còn có một cái chức năng mà con đời trước cam 360 độ là con Insta360 One X2 không có, đó là chế độ log, một chế độ quay phim theo kiểu là camera hành trình để mà có thể bắt được những cái khoảnh khắc mà không phải lo đầy thẻ nhớ nữa, không phải lo phải thay thẻ nhớ nữa. Chế độ loop, loop hay log nhỉ? Loop. Cái option thứ hai đối với cụm lens sensor là sau khi mà chúng ta dùng cái camera 360 độ này để quay những góc khó, những góc đặc biệt, thì chúng ta có thể dùng một cái cụm camera bình thường để quay những góc bình thường, ví dụ như góc POV, đeo cổ, đeo ngực, hay là những cái góc hành trình của chúng ta, chụp ảnh 48 megapixel và quay phim 4K 60 frame. Và làm chậm thì hình như 2K7 100 khung hình và 1080 lên tới 200 khung hình trên giây. Đấy, cơ bản thì nó đáp ứng một cái nhu cầu góc rộng 16mm, action cam rất là tốt. Tất nhiên là về chất lượng thì nó sẽ thấp hơn GoPro 10 một chút xíu. Nhưng nếu bạn có nhu cầu có chất lượng hình ảnh cao hơn, dynamic range, màu sắc tốt hơn GoPro 10, thì bạn có một cái option, đó là một cái cụm lens Leica 1 inch, cảm biến 1 inch, nhưng mà mình chưa mượn được ở đây. Nhưng mà lần trước thì mình đã sử dụng cái cụm lens đó rồi. Hình như là năm ngoái thì Insta360 cũng tặng mình một cái bộ và có cái lens 1 inch đó. Và thực sự là nó có chất lượng hình ảnh cực tốt luôn. Độ chi tiết này, màu sắc này, nó vượt trội hơn hẳn GoPro 10 luôn. Tất nhiên nếu mà về quay đêm thì nó cũng không hơn, bởi vì là khẩu của cái sensor 1 inch này nó lại là 3.2, còn GoPro thì là khẩu 2.5, cho nên về mức độ quay ban đêm thì nó là ngang nhau. Nhưng về ban ngày, với lại về màu sắc, với lại về chất lượng hình ảnh, thì cái cảm biến 1 inch này thực sự là nó cực kỳ là vượt trội. Và nếu đặt ra một câu hỏi là nên mua cái cụm cam 360 One RF này hay là GoPro á, thì mình sẽ nói một số điểm khác biệt thực sự. Khác biệt đầu tiên đó là GoPro 360 này các bạn sẽ phải mua thêm một cái con GoPro Max, còn cái này là 2 trong 1. Đó. Cái khác biệt thứ hai đó là về âm thanh. Âm thanh trực tiếp của GoPro thì sẽ cho âm ấm hơn và tốt hơn, còn Insta360 này thì âm có vẻ hơi bị nghẹt. Nhưng bù lại thì Insta360 này có thể kết nối với những cái micro Bluetooth, tích hợp Bluetooth ở trong cái camera này luôn. Và cái cổng Type-C ở bên này này, chúng ta có thể gắn trực tiếp những cái micro, ví dụ xin lỗi anh em, chỗ này mình nhầm. Cái Type-C này nếu mà muốn gắn micro vào thì cần có một cái adapter. Nhưng mà tin vui là nó rẻ, chỉ có khoảng 400 hơn thôi. Bạn có thể đặt trực tiếp từ Trung Quốc về, chắc là Việt Nam sẽ đắt hơn. Còn với GoPro thì chúng ta phải mua thêm một cái cọng chuyển đổi trị giá 1,5 triệu đồng. Trời ơi, GoPro siêu hút máu. Cọng dây chuyển đổi ra cọng mic trị giá 1,5 triệu đồng. Wow. Và sự khác biệt trong lúc điều khiển bằng app đó là Insta360 này có thể nhìn được màn hình, nhìn được video khi mà quay, khi mà rec trên app. Còn GoPro mà đã bấm rec thì trên app nó đen thui luôn. Và một điểm khác biệt nữa là GoPro thì quay được 5K 360 khung hình trên giây, còn cái này thì chỉ là 4K 60 khung hình trên giây thôi. Nói chung là về slow motion thì GoPro 10 đã nhìn hơn, tốt hơn nhiều so với lại Insta360. Trời ơi, so qua so lại thì tất nhiên sẽ có điểm thắng, điểm thua rồi. Và ai cần cái gì thì mua cái đó. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng bản thân mình, từ hồi mà mình cầm cái con RF này ấy, thì mình ít sử dụng GoPro đi hẳn luôn. Bình thường thì góc quay, góc bình thường này thì nó đáp ứng được. Nếu mà đi quay vlog hay là những cái đời thường, hoặc là kể cả những cái hành trình vô trong rừng, thì mình thấy con này nó tiện hơn khá là nhiều. Khi mà mình cần quay những góc đặc biệt thì mình lại gắn cái 360 độ này vô, không phải mang hai cái camera, rất là bất tiện. Rồi khi thực sự phát sinh nhu cầu mà cần có chất lượng hình ảnh cao thực sự
màu sắc đẹp luôn thì mình mua thêm một con cảm biến 1 inch nữa. Nhưng mà cái con RS này có một vấn đề, đó là đi quay ở ngoài nắng, trời nắng nóng thì quay một khoảng là nó bắt đầu bị quá nhiệt và vấn đề bắt đầu phát sinh từ đó. Mới đây thì mình tìm ra một cái giải pháp tản nhiệt, giảm nhiệt độ để tránh cái trường hợp là quá nhiệt của nó bằng một cái khi nhôm của Smoric. Không biết là nó có hiệu quả hay không, nhưng mà mình đặt rồi thì khi nào mà cái cây nó về thì mình sẽ test và mình sẽ bình luận phía bên dưới, và mình sẽ để ở cái comment được pin trên đầu cho anh em xem kết luận kết quả ha, cũng như là để luôn vào trong cái mô tả của clip cho anh em biết kết quả của cái cây nhôm này như thế nào. Ok, đây là những cái trải nghiệm của mình với con Insta 360 OneRS này, và hình như hiện tại nó đang có một cái phiên bản mới, là cái phiên bản mà phiên bản cũng là module luôn, nhưng mà có cái module 360 độ 1 inch, phiên bản 1 inch thì có chất lượng hình ảnh cao hơn. Wow, không biết là khi nào mình mượn được nữa. Và cảm ơn Tokyo Camera đã cho mình mượn mấy tháng trời con camera này. Và anh em nào có thắc mắc gì về con Insta 360 độ này thì hãy bình luận phía bên dưới, mình sẽ test và mình sẽ trả lời vô bình luận cho anh em luôn, hoặc là làm những cái clip tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đòi đi, vật vã, khóc đòi đi, vật vã luôn. Bây giờ kết quả này. Một đứa. Hai.